chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Bản sắc địa phương, kỳ phát sóng đầu tiên của tháng 5. Và trong kỳ phát sóng này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị về đặc thù kinh tế cũng như các ngành nghề truyền thống tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Và địa phương được ghi nhận đầu tiên đó là thành phố Bà Rịa. Khởi đầu tiến trình phát triển tại các địa bàn ở Bà Rịa Vũng Tàu, nông nghiệp là nền tảng, Bà Rịa cũng không ngoại lệ. Giai đoạn đổi mới của cả nước 1986-1994 thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Tại Bà Rịa dần hình thành những ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thị xã Bà Rịa thành lập năm 1992. Đảng bộ, chính quyền thị xã đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Thời điểm này, nông nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 10% trong cơ cấu kinh tế. Khi trở thành trung tâm tỉnh lỵ, thời điểm 2012, tỷ trọng thương mại, dịch vụ tăng dần. Cho đến đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Bà Rịa xác định cơ cấu kinh tế là thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Thích ứng với bối cảnh xã hội, với tiến trình xây dựng phát triển tại địa phương, nông nghiệp thành phố Bà Rịa cũng dần được chuyển hướng thành nông nghiệp đô thị và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Quý vị, theo tiến trình xây dựng phát triển thì cơ cấu kinh tế của Bà Rịa dần chuyển dịch theo hướng là tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Nông nghiệp thì bị thu hẹp về quy mô lẫn giá trị sản xuất do tác động của nhiều yếu tố khách quan, như diện tích sản xuất thì phải nhường lại cho chức năng đô thị của trung tâm tỉnh lỵ, cho hạ tầng của dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng thì cũng không còn phù hợp. Yêu cầu tiêu dùng cũng như là thị trường cũng ngày càng thay đổi. Thế nhưng trong bản sắc của Bà Rịa thì nông nghiệp vẫn có sự ảnh hưởng sâu rộng. Để khi nhắc đến những ngành nghề truyền thống, nhắc đến những sản vật tại Bà Rịa thì không thể không nhắc đến những sản vật sau đây. Địa bàn thuần nông nào cũng có những gia đình nấu rượu, vừa để tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, vừa kết hợp chăn nuôi, vừa có thêm thu nhập. Với rượu Hòa Long Bà Rịa còn được nhiều người ưa chuộng vì hương vị độc đáo. Nghề nấu rượu tại Hòa Long vì vậy không chỉ là nghề tay trái mà là ưu thế, trở thành thương hiệu. Hơn nửa thế kỷ hình thành phát triển, đến nay tại Hòa Long có trên dưới 70 lò rượu quy mô. Mỗi ngày, trung bình chưng cất 500 đến 6.000 lít rượu. Rượu được chưng cất từ gạo, loại gạo riêng có ở Hòa Long, hoặc được chọn theo bí truyền từng lò rượu. Bí truyền tạo nên hương vị độc đáo rượu Hòa Long còn ở cách làm men, ủ cơm, chưng cất, hệ thống lọc. Và đặc biệt là nguồn nước tại địa phương. Mỗi công đoạn nấu, ủ, chưng cất còn được điều chỉnh tùy thuộc vào nhiệt độ, ẩm độ hàng ngày và theo mùa. Kỳ công như vậy nên rượu Hòa Long luôn thơm ngon, chất lượng ổn định. Và theo cách nói của nhiều người, uống đến đâu, biết đến đó. Nếu mà ai không có yêu nghề thì cũng không phát huy được đâu. Phải yêu cái nghề này. Nó mang lại thu nhập thì không được nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà nói chung là phải có tình cảm, tình yêu đối với nó. Thị trường tiêu thụ rượu Hòa Long chủ yếu trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
thông qua các thương lái, đại lý rượu, những quán ăn. Theo chân du khách, rượu đế Hòa Long cũng vươn đến nhiều tỉnh thành cả nước. Cuối tháng 8 năm 2016, nghề nấu rượu Hòa Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp chứng nhận nghề truyền thống. Năm 2017, Hợp tác xã Hòa Thành với 12 xã viên làm nghề nấu rượu ở Hòa Long được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận độc quyền nhãn hiệu rượu Hòa Long. Với chứng nhận này, rượu Hòa Long có thêm cơ hội vươn tầm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và quảng bá thương hiệu. Phát triển cái thương hiệu rượu Hòa Long thì trong đó là mình tạo ra nhiều dòng sản phẩm về hỗ trợ sức khỏe. Trước đây thì rượu Hòa Long thì ai nghe đến cũng là cái hương vị rượu đó rất là nặng. Nhưng mà bây giờ mình hướng tới là cái rượu cho tất cả các chị em phụ nữ đều có thể uống được. Và cái thứ hai định hướng khác là phát triển cái du lịch tham quan làng nghề. Cũng đã hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ, nghề làm bún tại Bà Rịa tập trung ở thôn Long Kiên, nay là khu phố 6, phường Phước Nguyên. Theo các bậc cao niên, nghề này gắn với nhóm cư dân làng Tịnh Xá, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tìm đến Bà Rịa lập nghiệp. Lấy nghề truyền thống của quê hương làm kế sinh nhai, sợi bún nơi quê hương mới còn được bổ trợ bằng nguồn nước ngọt lành ngay tại Long Kiên để thêm dẻo dai, thơm ngon hơn hẳn. Không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2004, nhiều lò bún Long Kiên đầu tư thêm thiết bị. Và đến nay, hơn 90% lò bún sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, chất lượng, giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn. Nguồn thải được xử lý theo quy chuẩn, hạn chế tác động đến môi trường. Làm máy móc thì hiệu quả nó bún chất lượng hơn, nó dai hơn, với lại cái năng suất nó cao hơn. Thay vì lúc trước mình làm bằng thủ công thì một giờ mình làm có 120 kg, à giờ mình làm máy móc thì nó 300 mấy 400 kg giờ. Nghề nối nghề, đến nay trong số những gia đình làm bún ở Long Kiên có đến 3/4 gia đình gốc Thủy Nguyên, Hải Phòng, và 30 lò bún Long Kiên mỗi ngày sản xuất cung ứng ra thị trường hơn 15 tấn bún. Thị trường tiêu thụ của bún Long Kiên cũng ngày càng mở rộng trong và ngoài tỉnh. Năm 2013, làng bún Long Kiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận làng nghề truyền thống. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Bà Rịa khí hậu ôn hòa. Việc trồng trọt tại Bà Rịa có nhiều thuận lợi, nên dù sản xuất nông nghiệp dần thu hẹp, nhưng nghề trồng hoa, cây cảnh ở Bà Rịa vẫn duy trì bền vững. Phường Kim Dinh, Bà Rịa có diện tích trồng hoa lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích hơn 33 hectare và hoa được trồng quanh năm theo mùa nào hoa nấy. Hoa Bà Rịa không chỉ có ở Kim Dinh mà còn trồng ở một số phường trên địa bàn. Thu nhập từ trồng hoa cũng không chỉ là bán hoa tươi theo mùa mà còn tạo môi trường du lịch. Các nhà vườn có thêm thu nhập từ dịch vụ tham quan, chụp ảnh cùng hoa. Hình ảnh nông nghiệp đô thị tại Bà Rịa có thêm sắc màu tươi mới, độc đáo. Trồng hoa từ 2009 mà để bán. Về sau thì 2014 thì người ta vào, người ta thấy bông thạch thảo đẹp thì người ta đưa lên và chụp hình cưới. Mình vừa thu nhập, vừa bỏ mối, vừa chụp hình thì cũng đỡ. Như quý vị thấy thì những ngành nghề truyền thống của Bà Rịa thì ít nhiều liên quan đến nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, bởi ông cha ta sinh ra từ ruộng đồng mà khôn lớn trưởng thành. Kinh tế xã hội dù lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ làm đòn bẩy thì nông nghiệp vẫn là hậu phương vững chắc, và nông nghiệp vẫn mang những giá trị văn hóa. Và những ngành nghề truyền thống chính vì thế mà không chỉ là sinh kế mà còn mang giá trị bản sắc, rất cần những cái thế hệ cư dân lưu giữ và phát huy một cách phù hợp.